Anh em có thấy con gà rừng nó làm tổ ở trên ngọn cây bao giờ không? Đây, trứng nó to lắm anh ơi. Quá phê, nhìn cái trứng con này. Đi phá nó sang nọ. Có con cua nữa. Con cua bao lên nọ. Cua ao ao tẹo tẹo tẹo. Đấy cua này ngon này. Trời nóng mà nấu canh cua là hết bài. Máy quên đấy. Máy. Bắt cổ nó mày nó nọ ý cái này. Đây 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 đây. Thùm mừng đi nó mùa mê lắm. Áo ăn ọ. Đây cua đây. Mừng á mua ăn nó cha nó bên này đẻ nè. Mày. Nó mua đi. Chúng tụi nó nói vào để có nó để nó. Có lượn đi. Ờ, phạt thế đấy, cái nồi đấy này. Cái nồi còn đấy. Ừ, cái gì phạt thế nó số muỗng nó. Nó số muỗng đứng thôi. Còn về số ăn tụi tụi muỗng. Mấy hôm nay thời tiết ở trên mình khá là nóng anh em ạ. Thì hôm nay là gia đình mình mang lưới xuống vét cá ở sông anh em nhé. Đây. Tàu gì cả bằng ai tàu nó. Kéo lưới hôm nay là kéo lưới luôn này. Ở bên này có hai cái bánh xe. Bánh xe là vận nước. Gọi là ngày xưa là dùng cái bánh xe để mà chuyển nước lên cao ấy. Bánh xe nước. Đây, mình ra review nguyên lý hoạt động của cái bánh xe cho anh em xem. Ở cái phần bánh này nó có một cái tấm này này. Cái tấm này là khi mà nó chạm vào được nước thì nó sẽ đẩy xuống. Đó, đẩy xuống thì cái bánh xe này của mình nó sẽ quay. Nhờ cái đực quay này thì nó sẽ buộc vào theo một cái ống. Ống này thì khi mà nó nhúng xuống thì sẽ múc lấy nước xong rồi nhấc lên và đổ vào cái máng ở trên kia. Thì nước nó sẽ chảy về bên suối bên trên đi nhé. Có một cái mương ở bên trên kia nó chảy xuống. Hoặc là giật ống nước gì đấy. Bọn mình cực kỳ ví lại của ngày xưa. Ở trên, cái loại này là ở trên mình là ngày xưa là cũng có. Cũng có làm kiểu này nhưng mà bây giờ nước nó không có nhiều rồi. Sông ngày xưa bây giờ thành suối ra rồi anh em ạ. Nên là cũng không mà làm được như kiểu này nữa. Quay rất là lều luôn. Đây gọi là máy bơm thời ngày xưa anh em ạ. Máy bơm thời xưa. Cái loại rêu này, cái loại rêu mà nó mà sạch thì có khả năng cao là hôm nào cũng món canh rêu luôn. Này những bạn cá đây. Này, cái cẩu mà đeo cái cẩu không cái đây đây. Bên ăn cái này. Đeo đeo cái cẩu cái. Quá to. Ba sạc. Kết chơi trên đây. Mi đang quá rồi tôi thấy không gì. Mi đó cái tảo này, nó hình nó to, cái gì mới chứ? Điều có hàng hóa điều mua thì mình mới tàu cái này đấy nè. Điều mua rồi nè.
Ui, đuôi hơn. Mới tăng kết xinh em. Tăng kết xinh cũng mới tăng. Đúng ra nhé. Đúng ra. Nó thấy nó lông cẩu nữa cái chứ. Nó lông cẩu nè. Ừ, lông. Nó thành nước rồi nó. Nó thành nước rồi. Ê ngon à? Bảo, ừ. Nghe nó. Không đeo ăn, không. Không đeo ăn, không ngon nó. Từ nhỏ là nó. Nói cho nó em biết chứ. Thành quả. Đét con nào đấy, con đấy. Nhặt mỏi tay. Phát này là toàn được con cá bằng tầm này này. Đây này. Này con cá bằng tầm này cực kỳ nhiều. Như cái tầm này là mình mang ra răng lưới là nó không ấy đâu. Cái hình nó không mắc. Cá lớn quá, lớn lại pan. Bảo. 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 Chán hư. Cái đi xịt tôi luôn. Đi xịt tôi. Sạch. Hát luôn đi. À. Mình đây chiều nữa. À. Bây giờ là tình hình là cái chuyển lên trên đoạn kia đây nhé. Đoạn dưới này nó nhiều bèo cũng là cây rêu nhiều quá. Đây đây. Đi suối là nó có cái con này này anh em ạ. Đây, cái con này không biết là con gì, nó giống như kiểu con vắt ấy. Nó cứ bám lên chân. Kiểu này mình mặc quần cộc xuống thì có khả năng cao là xong bạch luôn anh em ơi. Rồi, bây giờ lại tiếp tục. Bên trong này lố cua rất là nhiều này anh em ạ. Này, lố cua. Tụm máy cơ đây. Tụm cửa máy. Ổm đấy, chưa đâu, ừ. Nhưng gì sao? Nhưng sao nào nữa? Hả? Kẻ dây. Nhưng gì kẻ như sao đó. Vội hết đấy. Cá nhảy. Cá nhảy, cá nhảy. Tụm đeo lâu mà thôi, dồi. Cá nhảy lâu mà thôi. Ngực cái lửa rồi nó, có hai phép xem nào. Đeo lâu mà đeo mẻng lâu mà. Muốn tặng quá. Muốn cái kẻ nó cố đông nó muốn nó. Cố đó đâu, nó nga nó nè. Ủa vãi vô bắt bà nè. Nó đây đó. Đi tù, tù nháo đi đi. Đi đi. Ủa tôi hoàng tư. Chính là bà phi này bà nát kìm này cả lại đây nè. Sản. Bà sản ấy hình như. Bà nát trên bộ hồn. Này anh em nhé, và đây là thành quả. Chắc cũng được tầm 2 cân, 3 cân rồi đấy. Nát hết rồi. Rồi. Gì thôi. Đâu xem nào, xem con cua của thanh niên này nào. Mở 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 anh xem nào. Ôi giời. Ôi. Ôi giời. Nhỉ. Chạy đi nữa này. Chạy nữa một con à. Chưa. Được. Được à, một đĩa. Bây giờ mình sẽ quyết định làm một chuyến đi tìm rổ chim ở khu vực này thử anh em nhé. Để xem là khu vực này thì có cái tổ chim gì không anh em ơi. Này, vào cái rãnh này. Cái mương. Mấy cái chỗ này là mùa mưa là coi như là nước ngập đến hết anh em ạ. Nhưng mà vào mùa khô thì nó cạn. Xem là có cái tổ chim gì không. Oanh cổ đỏ. Oanh cổ đỏ cũng hay ở những cái vị trí kiểu này. Xòe đất.
Ui. Ui, con mình bịp anh em ạ. Con mình bịp hay chim gì nhở? Nó bay có chỗ này ra này. Có khả năng cao tổ mình bịp ở đây rồi anh em ơi. Từ đầu năm bây giờ chưa tìm thấy một tổ chim mình bịp nào. Hôm nay mà tìm thấy tổ chim mình bịp là ok rồi đấy anh em ạ. Ô kìa, chim dưới kia. Ô chim gì. Ok đây rồi anh em ạ. Mình phát hiện ra tổ mình bịp ở chỗ này rồi anh em ơi. Đây này. Đúng em nó chưa? Ồ. Xem nào. Có trứng hay có gì đây? Có con chưa? Ui. 1 2 3. 3 cái quả trứng. Ok chưa? Tổ mình bịp đầu tiên của năm anh em ơi, 3 trứng. Chắc đang ấp rồi anh em nhé. Ấp rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ở đây. Bày chỗ này ra ai mà người có tổ luôn anh em ạ. Chắc chắn là đang ấp. Mình ra động ở dưới, thế là nó bay ra thì mới phát hiện ra mà. Quá sương. Nhìn thấy trứng mình bịp mình to như trứng gà rừng luôn anh em ạ. Hay là con gà rừng nhỉ? Anh em có thấy có con gà rừng nó làm tổ ở trên ngọn cây bao giờ không? Đây, trứng nó to lắm anh em ơi. Quá phê, nhìn thấy trứng con này. Cái tổ của nó nhìn là đơn giản thế này thôi, nhưng mà nếu mà mình không nhìn kỹ, không tìm kỹ là không phát hiện ra đâu. Nhìn từ dưới lên bởi vì nó dùng cái rác. Anh em để ý này. Rác cái toàn là rác của cái màu cây này. Mình nhìn lên tưởng là cái lá cây này, nhưng mà không phải, phải để ý thật kỹ mới thấy anh ơi. Rồi ok. Để vài hôm nữa mình sẽ xuống review cho anh em xem nhé. Đó. Được luôn. Đây là tình trạng hạn hán ở trên mình đây anh em ơi. Nhưng hôm nay trời nó khô. Vườn thì không có nước để mà tưới. Đây. Chết queo như thế này hết luôn anh em ạ. Lẩu đây này. Thế này thì có chết không anh ơi? Quá chết luôn. Cái thời tiết này phải gọi là nóng quá trời nóng luôn anh em ơi. Đây, mình vừa di chuyển về tới nhà anh em nhé. Về tới nhà. Bây giờ mình sẽ ra xem tổ chim. Ra review tổ chim cho anh em xem. Vừa nãy mình mang nước ra cho con chim chào mào ở Avi bên này của mình ăn. Thế là phát hiện ra có vỏ trứng anh em ơi. Có vỏ trứng, không biết là cái tổ nó làm vừa xong hay là nó mổi mất hay là nó nở rồi đây anh em ơi. Đây này, con chào mào đây đây. Đây, vỏ trứng ở bên trong kia kìa anh em ạ. Đây này, đấy. Anh em chưa? Vỏ trứng. Cái tổ nó thì vẫn nguyên vẹn. Mình đang nghi là nó nở rồi đấy anh em ạ. Bây giờ mình sẽ cho cái máy quay của mình thò vào xem nhé. Do là không, mình không lắp cam được nên là xem khá là bất tiện. Mỗi lần là ra đấy cam vào thì con chim nó rất là hoảng luôn.
Không thì muốn biết là bây giờ mình đặt cam ở đây xong rồi để quan sát xem là cái con chim trà máu tha mồi vào trong tổ kia, nếu mà nó tha vào để mà bón con chắc chắn là có con non rồi anh ạ. Nhưng mà mình sẽ cho máy quay vào luôn anh nhé, xem cho nó nóng bỏng. What the fuck man. Adu. Nở rồi anh em ạ. Ui không biết là mấy con nhở. Từ từ thể trông ra mình xem lại nào. Mình thò cái máy quay vào thế là thấy nó à. Ngước cái lầu con này anh em ơi. Tuyệt vời tuyệt vời. Thế này là phải tăng tốc cho nó ăn sâu quy nhiều nhiều vào anh em ạ. Được. Trứng thì vỏ trứng thì mình thấy có một cái kìa. Có một cái góc bên kia kìa. Ô đây, đây bỏ trứng đây một cái nữa anh em ạ. Đây này, bỏ trứng đây. Hai con rồi, chắc chắn là hai con rồi anh em ơi. Đây này. Đây này. Bỏ trứng xà màu đây. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Mày thế. Mày hôm nay còn ra lấy nước cho nó ăn thì mình mới phát hiện. Không là không phát hiện ra đâu anh em ạ. Bởi vì là mình mang sâu cho ăn ý, cứ cách lộ khoảng 2 hôm mình mới mang cho ăn một lần. Bởi vì mình không biết là như kiểu nhiều anh em bảo ấy, là kinh nghiệm của những anh em đi trước bảo là cứ phải độ khoảng 2 hôm là mới cho ăn một lần. Nếu mà trường hợp chim nó vừa mới để trứng cũng như làm tổ ấy. Còn chim mà lá có trứng, có con rồi là mình phải tăng tốc. Tăng tốc hôm nào cũng phải cho ăn sâu quy. Thì bây giờ mình mới biết đây anh em ạ. Mình biết là cái con chim trà màu của mình nó nở rồi, đây vỏ trứng qua đây. Quá tuyệt vời. Sao bao nhiêu công sức. Ừ, ok mình sẽ ra ngoài để chống mái trà màu nó về bón lấy sâu bón con nó anh nhé. Nó hơi sợ cái cam cơ, mình cho cam vào cái là nó không dám ra đoạn sâu ngay. Thì mình xem lại cái video mình cho cái vào xem nào. Tiếp tục mình sẽ ra xem cái ổ mà bên này xem nào. Phải xem như thế này mới thấy rõ anh em ạ. Cái ổ màu thì nó làm tổ lâu lắm rồi. Xem nào. Có trứng chưa hay là như thế nào rồi đây. Ban đêm thì không thấy nó vào nằm cơ. Như kiểu cái tổ bên kia là mình để ý là ban đêm là thấy con mái nó vào trong tổ kia để mà nằm. Còn hai con này thì không anh em ạ. Lôi mình tự ghép đây nè. Quá tuyệt vời. Ô, chính ra trà màu là mình để ý là nó không thấy nó ấp anh em ạ. Như kiểu cái tổ mà nó vừa nở hai con đấy kìa. Mình ra ban ngày là mình để ý là cũng không thấy nó ấp đâu, chỉ thấy nó ấp ban đêm. Ai nào ngờ ra lại thấy nó nở rồi. Còn cái ổ ấy thì chắc là nếu mà nó không bỏ ấy thì mình nghĩ là cũng không sớm thì muộn là cũng sắp nở rồi anh em nhé. Tăng cường tấn công sau quy cho nó. Tuyệt vời tuyệt vời. Xòe than thì chắc là chưa đâu, xòe than họa mi nè. Được phết.
Nào trà mào. Mình vừa mang ba bé trà mào non này ra cái chỗ này để mà nó học giọng theo cái con này nhá. Cái con ở trong là cái đồng này nó giọng nó khá là ok nên là mình mang ra. Nhưng mà hết nước rồi này. Mang ra bên ngoài đi. Ok rồi. Tưởng là năm sau sẽ ra kết quả, ai là ngờ năm nay lại thành công luôn anh em ạ. Hay lôi mào cái anh sản này. Quá tuyệt vời. Mình ra xem con khiếu xem nào. Con khiếu cho lửa thì ra ngó thôi. Bởi vì mình vừa mới thả mà. Khiếu bên này thì cái tổ nó tha ra hết anh ạ. Cái rác mình bỏ vào trong cái tổ kia nó tha ra hết đây này. Trời lửa cũng thế. Chắc là phải đi kiếm cái rễ cây. Kiếm cái rễ cây bỏ vào để cho nó gắp rác đi, gắp rác lại. Thì mới ok anh ạ. Tuyệt vời. Cứ tưởng là năm nay sẽ không là có kết quả gì. Ai nào ngờ. Quá bất ngờ luôn đấy chứ ạ. Quá bất ngờ luôn. Này, con đây là tổ mào hôm qua của mình đây anh ơi. Mùa thời tiết nó nóng nên là nó vỡ đông ống nó nhanh lắm. Chim non này nè. Còn đây thanh niên này chính xác là chim chuối tiêu rồi anh em ơi. Ôi dồi. Tiếp thật. Chính xác là chim chuối tiêu rồi. Đó. Một bé chuối tiêu, ba bé trà mào. Bây giờ AV của mình đã có thêm hai tổ nữa. Thì mai mốt là nuôi chim non coi như là mệt luôn anh em ạ. Mệt nhòe luôn. Ra năm sau nếu mà những cái tổ chim mà mình ghép hình sản kia mà thành công là coi như là khỏi phải lên rừng tìm tổ chim luôn anh em ơi. Cứ ở nhà gọi là chăm mấy con chim non thôi. Tuyệt vời. Chíp 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 chíp. Mà hai bé cả rừng rạc này ra cho tắm nắng đã. Này. Đấy. Cho lên tay không chịu ra mổ mà bỏ dưới đây là chạy ra ngay. Mình bỏ cái con gà rừng bản, không phải gà rừng bản mà cái con gà bản ra ngoài rồi nhé. Bởi vì bỏ cái con kia vào nó không dậy cái con này được, không dậy cái con gà rừng rạc này của mình được. Nên là bắt buộc mình phải kệ cho hai cái con này tự đập thôi anh em ơi. Cái giai đoạn mà nó cần nhiều dinh dưỡng nhất. Lý do tại sao mà mình nuôi lên cái lộ khoảng giống như kiểu con chim cút ý là nó cứ bị hẹo mất là do cái giai đoạn này là giai đoạn mà nó kiểu đang thiếu chất. Lâm ra là mình không cung cấp dưỡng chất đầy đủ cho nó là nó sẽ hẹo đi anh em ơi. Và một cái giai đoạn nữa là cái giai đoạn mà lúc mà con gà rừng nó chuẩn bị thay lông thành trống thành mái. Là lúc đấy là cũng là cái lúc giai đoạn mà con gà nó cần nhiều chất. Nó là mình chỉ cần lưu ý hai cái giai đoạn đấy thôi. Lúc nào cần cho ăn nhiều sâu, ăn nhiều rễ, lúc nào cần ấy ra. Hiểu lý ngay. Bây giờ hai con thì không biết là con này con trống con mái đây nhưng hy vọng là sẽ được một lôi trống, một con trống một con mái. Rễ.
Ok thì chắc là video của mình cũng phép dừng lại lên nhé. Nếu anh em thấy video này hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại người giao theo. Bye bye.